Xin kính chào cô bác anh chị em đã đến với kênh Cô Bảy Miền Tây. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2024 để chuẩn bị cho ngày mùng 3 đám giỗ mẹ hiền của Cô Bảy Miền Tây. Thì Cô Bảy Miền Tây bữa nay cũng chuẩn bị cắm bông nha quý vị. Ở đây là dụng cụ nha, dụng cụ của cắm bông nha quý vị. Cái này mình cắm cái loại bông gì đây cô Bảy? Thì cắm loại bông bông lưới, à, rồi cúc, rồi đây thì cũng có cúc nữa, cúc vàng lưới. Mình bóng cắm kiểu gì hả cô? Này cắm kiểu nó cũng na ná như là ghẻ quạt vậy. À. Chị hai trong bếp rồi tắm ăn gửi chậm hả anh? Gửi của ai đó đang của người cái này là đi dàn lá trước không quý vị? Vậy là dàn lá xong rồi đấy ha, bắt đầu chuẩn bị bông ha. À. À, kính thưa quý vị, cắm dàn lá xong rồi bây giờ đi dàn bông không quý vị?
lấy cái lưu nước cho ăn không lấy đồ ăn. Không, con lấy trong cái ấm cho ăn không. Nổi không? Chùa nào mà quá trời khéo ơi. Quay lại đó là phía trước mặt nha quý vị. Này chưa xong để thêm lá này. Mình thêm lá vô thêm cho cái chỗ bông nó được hoàn mỹ nha. Cho đẹp hơn nha quý vị. Bây giờ mình cắm bông để cúng đám giỗ mẹ mình cảm thấy trong lòng sao cô bảy? Cắm bông để cúng đám giỗ mẹ là trong lòng cảm thấy vui lắm. Tại vì những cái ngày kỷ niệm cái ngày tới cái ngày mà giỗ mẹ mình đó là ngày kỷ niệm, thành ra mình cắm được là mình rất là vui. Mình còn khỏe mạnh cắm được là rất là vui. Mình cảm thấy làm cái bổn phận gì đó đối với cha mẹ mà được hoàn thành hoàn hảo ha, mình cảm thấy vui ha. Vậy đó mà vui đó. Kính thưa quý vị, chậu bông đến đây nó hoàn thành nha quý vị. Đi xuống cô sao rồi? Xuống cô sao rồi? Bẻ nó ấu rồi, không lấy ăn mà đi rồi. Chúc thân nha bé ạ. Chúc cho anh đi. Kính thưa quý vị, đây là mình tiếp tục cắm thêm một chậu nữa nha quý vị. Này cũng đi dần lá trước nha. Kính thưa quý vị, đây cũng đi dàn lá trước nha quý vị. Bây giờ chuẩn bị đi bông nha. Để nhớ là coi. Nhớ là có khỏe không hả? Đi về bữa đó được. Em mà cũng như là tối là cúng rồi ngủ liền. Nó bị đờ. Đuối ra cũng đờ. Ngủ dắt nó dĩ sáng. Ôi, ngủ tới sáng luôn. Ngủ tới 6 giờ sáng giờ mình cũng được luôn. Mấy ngày không thấy tới 5 giờ, 5 giờ mấy rồi. Bây giờ thua hồi đó xa lắm cô Chính à. Tôi bây giờ tôi thấy tôi thua rồi đó. Ai cũng thua. Không kéo xác đâu mà đi chờ. Thì nó có ý đó.
À, kính thưa quý vị, đây là chỗ bông, chỗ bàn thờ của quyền cắm nó xong nha quý vị. Anh hai rồi chưa? Chưa. Rồi tôi bưng được chưa? Chưa. À, kính thưa cô bác anh chị em, cắm bông rồi quý vị, bây giờ chuẩn bị bưng lên bàn thờ để cúng nha. Đây là cô Bảy miền Tây cắm bông xong nha quý vị. Bây giờ chuẩn bị đem lên cúng hả cô Bảy? Rồi. Rồi kính mời quý vị đem bông lên bàn thờ cúng. Đó là bàn thờ của quyền ốc, còn anh hai thì trên trang mặt anh hai ơi. Cái này mình thì chính hơn. Thì chính bên này có ghế không? Chính bên bản này. Ghế này vậy. À dì Út lấy bình bông kia trên bàn thờ ra. Chính bên này nè, tôi bên đây chính này. Lấy bình bông kia trước lên hai. Bông kia không phải cái này. Phan bên dì chính nhổ nhánh bông nhỏ đó mới được. Cô Bảy miền Tây à? Chúng người chăng cái miệng. Ừ. Sao bông chiếc này hơi lép hơn chiếc trước. Cô Bảy miền Tây. Ờ. Thì chúc người thương cô Bảy lắm kìa. Cô Bảy miền Tây. Ờ à, đó đó. Ê bên kia chính. Chúng cái miệng đứt đại. Đổi lại bình bông. Đổi lại. Nói về Phú Xuân, nói về Phú Hưng chút nè. Dạ ông chứ. Úc ơi, dạ ông anh hai. Rồi để giờ sát vô chứ anh hai. Anh đưa lên Phú Xuân cho Phú Hưng chút này. Đưa lên Phú Hưng. Đưa vô trong đền. Tí nữa. Vì vậy đổi cái bình phong gì đâu có đúng. Rồi đúng rồi. Vậy hả? Vậy nhỏ chính này. Được anh hai vừa nghiến luôn này. Còn chính á. Chính là đưa cái bình bông này đây. Này không bình bông của quyền nè. Được chưa anh Bảy? Quay qua đây. Được rồi. Được. Nghe chưa? Ờ. Nghe nè, cái bình bông của quyền này chính là gì nè. Rồi, chiếc nữa này. Đưa chỗ hình thầy cho anh hai đi. Chút nữa chính này. Đây nè bà Bảy. Đưa cho anh hai này, lấy bông nhỏ chút. Rồi vừa em anh ha. Nó đi đồ mát.
Kính thưa quý vị, đây là cô Lê Hoa An Giang quý vị. Chào mọi người nha. À, cũng là con út trong gia đình nha. Con út của mẹ mình nha quý vị. Cũng như là em út của mình. Gì ha? Em út. À. Mình là có 6 chị em gái. Gì? Mà đây là em trước. Cháu đi 40 kg, cháu ăn no luôn đi. Rồi tới chiều là nó sẽ chết.